Hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với channel của tôi nhá. Lại là tôi đây. Hiện tại thì là 9:30. Thì là có rất nhiều anh em chắc là đang mong tôi là bị ban nick đúng không? Nhưng mà không. Tôi lại vẫn vào game bình thường anh em ạ. Và sẽ có rất nhiều anh em sẽ bị ban nick sau cái vụ này. Nhưng lý do vì sao anh em bị ban nick thì anh em hãy xem ngay một cái đoạn video mà tôi đã có chèn ở trong cái video tôi đăng lúc chiều rồi đấy. Anh em cùng xem lại này. Đó, cài vừa auto click lại còn vừa là hack game. Nếu mà treo theo kiểu như thế này ấy, một ngày kéo tôi phải kiếm được khoảng 400-500 nghìn là ít. Bởi vì nó còn nhanh hơn cả auto câu cá mà. Mà qua cái đợt ban lần này thì tôi cũng khẳng định luôn là auto câu cá không hề bị dính ban nhá. Anh em sử dụng auto câu cá, tôi khẳng định luôn là chưa có một ác nào bị ban. Nhưng anh em nào mà bị ban ấy thì tôi dám khẳng định luôn là anh em thứ nhất, một là sử dụng cái game Guardian ấy, hai là sử dụng cái phần mềm hack khác. Thì mục đích đó là thứ nhất là để speed này, thứ hai là nhảy cao này, hoặc là anh em sử dụng những cái phần mềm auto câu cá như kiểu là những cái bản mod ấy đó, thì những cái đấy nó là can thiệp vào game. Còn cái phần mềm macro này, nếu anh em để ý thì là nó sẽ chỉ có auto click. Nhưng nhiều anh em thắc mắc là tại sao auto click lại phát hiện được ra là nó bị lỗi chỗ này mà nó bị dừng lại. Thì anh em cũng phải nên biết rằng, thứ nhất, auto click nó sẽ không hoạt động trên những cái máy mà nó không phù hợp. Ví dụ như là tỷ lệ màn hình nó không khớp nên là nó sẽ ấn bị lỗi, thiếu chỗ này, thiếu chỗ kia hoặc là không thể ấn được. Và tiếp theo nữa, làm thế nào để auto click phát hiện ra bị lỗi chỗ này, lỗi chỗ kia hay là bị hỏng cần để còn biết mà vào để sửa, thì đó là do anh em đã cấp cho nó cái quyền đó là chụp ảnh màn hình. Và khi anh em mở cái auto lên ấy thì nó sẽ quay cái màn hình lại nhá, nó sẽ như kiểu là anh em đang quay màn hình ấy. Nên trong lúc đang auto mà nó nhìn thấy một cái dòng chữ là cần của bạn đã bị hỏng sửa chữa ngay gì đó ấy, thì nó sẽ lập tức là nó sẽ vào luôn cái kho đồ và sửa cần cho anh em. Nếu anh em để ý kỹ hơn thì là trước khi nó vào sửa cần thì là nó vẫn sẽ thực hiện là ném thêm một lần nữa, là bởi vì là các cái hành động auto click nó đã được cài đặt sẵn nên là nó cũng không thể biết được. Và sau khi là nó báo cần hỏng như vậy thì là nó mới vào kho đồ để nó sửa và nó nhận diện qua là cái chụp ảnh màn hình đấy. Còn tại sao là khi cá cắn thì nó lại biết để nó giật, đó là do anh em để cái cảm biến vào cái ô màu trắng ở trong cái dầu chấm than ấy. Đó, thì khi nó nhận diện được là cái màu trắng, nghĩa là nó thay đổi cái màu sắc ấy, thì là auto click nó sẽ tự động là nó sẽ kích hoạt vào cái nút giật cần cho anh em. Và cái phần mềm macro này là tôi khẳng định luôn là nó chỉ có auto click và nó không can thiệp vào game như các phần mềm auto câu cá khác. Hiện nay thì có rất nhiều các cái bản mod nhé, nó gọi là bản mod luôn. Anh em tải một cái game này về mà trong đó có tích hợp sẵn cái bản mod đấy luôn ấy. Đó, thì là nó đã thay đổi thông số của game rồi. Và anh em có thể anh em bật được speed ở trong đó này, anh em bật chỉnh bóng cá này, hay là lựa bóng cá, lọc bóng cá gì đó vân vân. Tôi cũng không nhớ rõ được cái vấn đề đó. Và đó cũng chính là những cái nguyên nhân chính dẫn đến đó là anh em bị ban nick sau cái đợt này. Mà cũng không chỉ riêng đợt này mà từ trước khi mà có cái bản hack nhảy cao, hack speed xuất hiện là cũng đã có rất nhiều anh em bị dính ban rồi. Ngoài ra thì anh em còn bị ban là bởi vì anh em đi nạp lậu nữa. Nạp lậu là anh em sử dụng một cái visa, có thể là ở visa ở Việt Nam nhưng mà fake IP qua nước ngoài ấy. Đó, sau thì anh em nhờ người ta nạp ở bên đấy rồi là sau khi nạp xong thì là có thể là báo bị hack tài khoản, hack này thì kia, thì là bên CH Play thì là sẽ có trách nhiệm là hoàn lại cái số tiền đấy cho anh em. Thì coi như là kiểu anh em đi mua rẻ hơn ấy. Nhưng mà cái hình thức fake IP như thế là nó sẽ bị ban nick nhá. Tôi khẳng định luôn là auto câu cá là không bị ban. Và nếu anh em sử dụng phần mềm auto khác thì tôi không dám chắc, nhưng mà phần mềm macro này thì tôi khẳng định luôn là không bị ban. Còn anh em nào dám chơi thì dám chịu, tin thì chơi mà không tin thì thôi. Còn ác tôi ấy, anh em biết đó là treo từ đêm qua livestream đến giờ. Nói vậy là anh em hiểu rồi đúng không? Và clip này tôi chỉ chứng minh cho em thấy là ác tôi không hề bị ban, mặc dù ác tôi treo auto rất nhiều. Ok, bye bye.